Đây các bạn, đây là cái rau mà Mi trộn đây. Đó, bây giờ Mi sẽ thử nhé. Wow. Quá đã luôn. Rồi xong. Hai các bạn, đây bữa nay lại ăn món mực nhá. Nhưng mà lần này Mri sẽ làm khác hơn xíu. Đây, nguyên con mực. Đó, nguyên con mực cho lại rau. Cái này rau mực này Mri hấp các bạn. Còn cái xả này là Mri nhét vô cái bụng đó, Mri rửa sạch sẽ xong Mri nhét vô xong Mri hấp. Bữa nay thì Mri sẽ không có chấm nhá. Nhưng mà đây các bạn, bữa nay mình sẽ không chấm nhưng mà mình sẽ để trực tiếp lên đây luôn. Thì trong này nè có trái thơm, có trái ớt, có trái dâu tây nữa các bạn. Đó. Trời ơi, thèm mà chịu không chịu, không chịu nổi luôn, muốn xỉu luôn. Oh my goodness. Đây, để mình lấy ra hết nè. Đó. Đã chịu không nổi luôn. Đây các bạn, mình sẽ đổ. Để mình quay cho các bạn nhé. Quay gần cho các bạn xem nhé. Đây các bạn ơi, mực đây, để Mri vớt lên. Mri sẽ cho các bạn thấy thôi. Đó, mực đó. Thì có rau nè. Đây. Cái này mới kẹo được lên nè. Rồi các bạn. Quá trời đã luôn. Mời các bạn nha, Mri cũng chịu hết nổi rồi. Rau đây, Mri cũng chịu hết nổi, phải ăn liền thôi. Thèm quá rồi. Nóng luôn các bạn, mời các bạn nhé. Không biết bắt đầu từ đâu luôn. Các bạn, mẹ Mri nổi mụn ngay đây. Các bạn biết sao không? Tại vì cái này là cái đồ giả nhưng mà nó đẹp nên Mri đeo. Tại Mri không có đeo được mấy cái đồ ấy mà. Nhưng mà lâu lâu thì mê đẹp Mri đeo, Mri thích Mri đeo. Đây đủ vị luôn các bạn ơi. Đủ vị là có cay nè, có chua nè. Nào, ăn mấy cái này cũng ngon. Ngon. Ớt nè. Lấy rau mực nè. Lấy ớt nè. Mm-hmm.
Trời ơi. Đây các bạn. Thử cắn nguyên miếng nha. Này rau mực nè. Mình mua 2 con các bạn. Hút miếng nước không? Miếng mực nữa. Cái này là có dâu tây các bạn nên nó ngọt ngọt chua chua, có trái thơm nữa. Cái thơm nó đảo chua chua. Trời ơi, thử thách gì mới cũng làm được á, nhưng mà mới mà thấy ớt mới chịu không nổi. Đã quá các bạn ơi, chịu không nổi. Trắng miếng nữa nha. Về mình lấy đũa các bạn, tại vì nó cay á, nó sẽ bị cay cái tay lắm. Lấy rằng xả nguyên cây. Mình lên đá là mới hút nước ở dưới, ở dưới nhiều nước lắm. Ăn mấy cái này nó cũng ngon.
Ngoài tuyết đang rơi đó mà. Cay mà đỡ quá. Muốn khóc rồi. Có một con nữa nè. Cho các bạn ngon nè. Úp xíu. Mày đậy cái chén cho nó ấy. Sợ nó nhiễu. Lấy xả ra nè. Chào các bạn coi nè. Nhiễu nè. Kiếp mi mi ở rồi mình không cắn nữa đâu, mình lấy kéo mình cắt nữa, cay cái môi quá bạn. Mình ăn cay cỡ nào cũng được nhưng mà cái môi là chịu không nổi, với lại nó không phải cay ấy đâu, nó nóng lắm, nó nóng lâu lắm các bạn. Tay cũng vậy, mình hay ăn ớt nhưng mà bốc sợ. Muốn chết em rồi. Bạn đang nhìn mày khóc đó. Khóc cũng được, vừa khóc vừa ăn luôn. Hôm qua các bạn chồng đi mua cho mày, đi mua cho mày gỏi Thái. Trời ơi ăn mà mới khóc, mới chưa lần nào ăn ớt mà khóc á, người nói thiệt. Mới quen ăn từ nhỏ, ăn ớt rất là nhiều. Nhưng mà cái đồ đồ của Thái á nó cay, nó không có giống như ớt mới hay ăn đâu. Nó cay lạ lắm. Cũng có thể là họ để wasabi không ta, không biết nữa. Nhưng mà nó cay rất là lạ. Trời ơi, mới ăn mà chịu không nổi các bạn. Mình ăn khóc luôn á, gọi đồ đủ thế. Nó hồi trước cũng có các bạn hỏi mua ở đâu á, này là trên đường Dufferin với lại Arlington, nhưng mà chỗ đó hình như có hai tiệm các bạn á. Chồng là người Việt Nam, vợ là người Thái.
Rất là ngon luôn, ngon thì ngon lắm. Nhưng mà lần này không biết sao nữa. Làm cay quá trời luôn á. Gấp 5 lần bình thường các bạn. Lần này là cay gấp 5 lần bình thường cái đợt mà chồng đi mua. Tại bình thường là chồng đi mua á thì đối với mình nó cũng cay nhưng mà không quá cay đâu, nhưng mà chồng mới ăn được. Còn cái này là chồng mới không ăn được luôn. Thử miếng trời ơi, chạy mất dép rồi. Em mới chỉ thích ăn cái cuốn không à? Không thích ăn lá. Coi mà đã ớt nè. Mấy cái này nè, ớt nó cũng cay nhưng mà cay the the thôi. Mà cái này mà xào đồ ăn lắm, rất là ngon luôn. Cái ớt này lần đầu tiên mới ăn thì bên Mỹ là khi mà trong nhà hàng họ xào tôm hùm đất á, tôm hùm này nhỏ crawfish á, họ xào với cái này ăn rất là ngon, nó giòn giòn cay cay. Hết tôm rồi á. Quên tôm ngoài không. Có trái thơm nước ngon lắm. Nhưng mà nó là ngọt ngọt, chua chua ngọt ngọt. Rồi cái trái dâu tây nữa.
Wow, đã quá. Một cây quá. Ăn bánh hả? Người lấy sẵn. Ăn bánh nè. Bên trong có chocolate các bạn. Bánh này ngon lắm. Bạn nào mà chưa ăn á, người thấy bán rất là nhiều mà rẻ. Nguyên một một hộp của nó, hình như mình không biết, mình không có đếm nhưng mà chắc cũng được khoảng mười mấy cái, mười mấy bịch vậy nè. Thì hai hộp là 5 đồng. Mà tôi không thích chocolate lắm. Có một loại bên trong nó bằng cream á, cream ngon hơn. Nhưng mà vừa rồi mình mua thì không có cream hết à, người lấy đại chocolate. Nhưng mà hai mắm thì thích. Nên bình thường mình mua là một bịch chocolate, một bịch cream. Này nếu như mà mua trong tiệm hết nữa, tiệm hết họ có bán kiểu bánh kiểu vậy, họ bán một cái là cũng 1 đồng mấy, 2 đồng đó. Một cái vậy thôi đó, trong khi mình mua cái này tính ra 5 đồng là gần 30 bịch luôn, 30 cái luôn. Bên này tiệm cà phê là Tim Hortons là nổi tiếng nhất, nhưng mà không có lãng mạn đâu, không phải tiệm lãng mạn để người ta hẹn hò đâu, đa số là Tim Hortons là người ta đi mua xong người ta đi thôi, tại vì nó rất là đông, nói chuyện cũng người ta muốn nói chuyện tâm sự này nó cũng được, người ta nhìn. Tại vì rất là đông luôn, Tim Hortons đông lắm. Hôm qua mình đi ăn ớt là mình không phải đi kiếm sữa uống mà. Uống sữa xong rồi lấy chocolate mới ăn. Xong rồi nó mới đỡ, nhưng mà cũng không hết đâu. Nó cay dữ lắm luôn á, trời ơi. Chồng nó cười luôn. Tại vì chưa lần nào mà thấy mình ăn mà cay kiểu vậy á. Nhưng mà lúc ăn á nó cũng cay cay nhưng mà không có cay đâu, kiểu như nó cũng vừa vừa ngon mà ăn thèm hoài luôn, ban đầu ngừng cái là chết tại chỗ luôn á. Này thì trong lưỡi thì mới quen rồi, cay thì chắc là mình ăn từ nhỏ mà, nên mình ăn từ nhỏ nên cái bụng cũng không quá yếu, không bị đau bụng này nọ tùm lum đâu. Nhưng mà cái mồi mình sợ nhất là cái mồi á, tại nơi nóng nhiều khi hả, nó mà nóng mình trúng cái mồi ớt mà trúng á, nhiều khi nó nóng tới chiều tới tối luôn á, nó cứ nóng hoài luôn. Cái chai thì từ lúc mưa có con á, từ lúc mưa có con là mưa ăn mưa cũng hay bóc bằng tay, nhưng mà chấm kiểu chấm này là nhiều khi nó trúng chút chút thôi, không có nhiều, hoặc là nhiều khi không trúng, trúng ớt á, tại vì còn phải lo cho tụi nó. Nhưng mà hồi trước mưa ăn là mưa ăn ớt là mưa bóc ớt ăn vậy thôi đó. Thôi cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ nhà mắm. Hai con mắm thì chưa có về đâu, bây giờ mình mới đi đón hai con mắm nè. À, các bạn đừng quên share cho mẹ mình nhé. Share để mọi người, nhiều người biết hơn, nhiều người theo dõi mẹ mình hơn thì mình sẽ làm video thích hơn.
Thật sự vui lắm các bạn khi mà một cái video mà nhiều người xem hoặc là nhiều người subscribe, comment này nọ. Rất là vui các bạn. Nhiều khi các bạn nghĩ là chắc chỉ nói chơi thôi nhưng mà không đâu. Các bạn nào mà làm video á thì các bạn sẽ hiểu. Khi mà có người comment, có người hỏi này nọ là cảm thấy vui lắm, rất là vui luôn. Tại vì làm video là niềm vui của Mary các bạn. Thật sự là niềm vui của Mary thật sự. Nếu mà không có sở thích đó Mary không có làm được đâu. Tại Mary không có thời gian mà. Là Mary chỉ dành thời gian cho Mary là làm video đó thì sau giờ của Mary đó. Sau giờ học của Mary là lúc đó Mary đi chợ này nọ tranh thủ làm video lúc rảnh khi mà hai mắm nhỏ rồi thì về rồi á thì Mary phải lo cho hai mắm ăn uống. Kiss me. Ăn uống tắm rửa này nọ. Dọn dẹp sơ này nọ kiểu vậy đó. Nhưng mà nếu không có sở thích á không làm được đâu Mary nói thiệt luôn. Tại vì làm á nếu như mình làm á bình thường á làm đồ ăn nấu đồ ăn này nọ thôi cũng tốn thời gian lắm. Nhưng mà khi mình thích á làm rất là nhanh. Làm rất là nhanh hoặc là nói chung làm cái gì cũng cũng nhanh lắm. Làm cái gì mà mình thích á mà vui nữa. Ngồi nói chuyện chừng nào hết cay rồi thôi nhé. Để xem video tới Mary sẽ làm video giới thiệu về Mary. Tại vì hồi trước Mary có làm rồi nhưng mà có nhiều bạn cũng chưa biết và hỏi Mary làm video. Thì ở dưới các bạn comment là các bạn muốn biết về cái gì nhé. Thật sự Mary khi mà bình thường ấy Mary nghĩ thì có thể là làm video nói cái này nói cái kia, các bạn muốn biết cái này cái kia vậy đó. Nhưng mà khi mà làm video đó quên hết rồi. Tại Mary không có làm theo kịch bản hay này nọ đâu, nhiều khi có đồ ăn, có món ăn Mary làm Mary ăn vậy thôi. Nói chuyện này nọ là tự nhiên nói vậy thôi. Nhiều khi lúc mà chưa làm video định nói chuyện này chuyện kia tới lúc làm video không nhớ đâu. Cứ nói chuyện đại tùm lum một hồi là không biết đường nào mò luôn. Nên hả nhiều khi video nào nói chuyện gì sao mình cũng không biết luôn. Thôi bye các bạn nhé. Bye.